Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Hôm nay viền mần bánh tay yến lá dứa để bán vào buổi trưa ông bà cô chú ơi. Thì đây là cái phần bột gạo nè. Mình làm bánh tay yến á, là chỉ sử dụng bột gạo thôi, với lại lá dứa viền đã xay sẵn rồi, vắt lấy nước đây. Với lại thêm nguyên liệu là khoảng muỗng cà phê muối, với lại 1 ký 2 đường, thì có nghĩa là 1 ký bột gạo 600g đường. Nếu mà ai thích ăn không thích ăn ngọt thì mình có thể là làm nửa ký nha bà cô chú. Thì trước tiên dì sẽ thắng cái phần đường này. Lúc trước là dì làm bánh tay yến là bằng đường chải, cho nên là không cần thắng. Còn bây giờ đường cát là mình phải thắng cho nó tan đường ra. Này là 1 ký 2 đường nè, là 2 ký bột. Dì sẽ cho nước vô để mà thắng cho nó tan đường nha. Mình thắng đường trước, bạn để nguội chút xíu nữa mình mới vô đường, cho muối vô luôn. Trong khi mà chờ cái phần đường này á, thì dì sẽ nhồi bột nha. Bột thì sẽ cho lá dứa vô mình nhồi. Thì cứ theo cái nguyên tắc đó là mình cứ cho nước từ từ vô, chứ mình đừng cho gấp vô mà vô cái một. Vô lần một á, bột mình nhồi nó sẽ bị óc trâu. Còn cái màu lá dứa rất là đẹp luôn á. Lá dứa này là cái màu là nguyên chất luôn. Sớm mai á, mình qua Bắc Năm mới xin được mấy lá nè. Thì lá dứa nó có xíu thì mình sẽ thêm nước lạnh. Theo như 2 ký bột này á, là mình canh tầm khoảng là 3 chai nước suối. Thì sẽ nhồi lại thành một khối nha bà cô chú. Nóng khoát dần cái màu nó đẹp. Làm đường chải thì nó có màu vàng, đường cát thì nó có màu trắng. Hôm nay là mình nhồi lá dứa cho nó có màu xanh. Gì nhồi nãy giờ rồi nè cả nhà. Bột nó cũng đã nổi bong bóng lên hết trơn nè. Nhồi rất là lâu luôn. Nhồi đến khi mà nó nổi bột bong bóng như vậy á là bánh mình nó tới nha. Đường á nãy giờ nó cũng nguội rồi, thì sẽ cho vô đường vô luôn. Nổi bong bóng như vậy là cái bánh mình nó có vẻ che đó. Cho nó đường vô. Đường thì mình để còn ấm ấm cũng được nữa, không có cần thiết là phải để nguội hẳn. Cho đường vô và tiếp tục nhồi. Nổi lên bột bong bóng như vậy là bánh mình nó thành công. Cái này
chỉ cực có cái nhồi thôi. Nào má ổng hỏi lên ông mẹ, má ổng dắt xe lên rồi. Cho nước đường vô hết rồi nè. Vậy thì sẽ quậy lên cho nó đều nha. Bột với nước đường á, nó đều hết. Giờ vậy là mình chuẩn bị đổ rồi kìa. Cái này mình không cần phải ủ lại đâu, tại vì mình nhồi bột nó nhiều quá, lâu càng lâu là càng tốt. Rồi bây giờ dì sẽ đổ bánh nha cả nhà ơi, thì nãy giờ đổ cũng được mớ nha, nó giờ tăng cường thêm một chảo nữa để đổ. Hôm nay mình sẽ bán là 2.000 cái. Sớm giờ cũng được mớ bánh. Chị Trang cũng nãy giờ cũng chờ bánh ra để mà mua đó. Mua nhiêu chị Trang? Hộp 10.000 ha. Có mấy cái đầu tiên thì nó hơi xấu tròn rồi. Số bán 1.900. Nó cũng có dành có tay rồi đàng hoàng. 2.000 6 bán 1.900. Ngoài vàng ngoài tay rất là dọn luôn. Chờ em xíu nha chị. Em mọc bọc trả cái bánh nha. Cái này nó nổi lên à. Mình chỉ cần quơ nhẹ cái là nóng chảo là quơ nhẹ cái là nó có à. Mỗi lần đổ bánh là mình ên là không có kịp. Dạ rồi, cho em gửi chị 20.000. Cảm ơn chị nha. Rồi đổ bánh vô đi. Còn có con sinh ly nữa. Bánh nè em ba. Có nè. Dạ có rồi. 2.000 cái. Dạ 2.000 cái. Quá rẻ, giờ chú Linh mua nhiêu? 5 cái hay vậy? Chú Linh ta lấy 5 cái ha. Chú Linh bắt bụng luôn. Chú Linh là bà to với chứ không có. Có bột nhỏ mà. Lấy bột to luôn luôn. Thôi cái bánh, bánh này không biết bề mặt bề trái luôn. Trời xấu đẹp bán trong trăm mua đủ 5 cái để tiếu. Giá làm sao? 2.000 cái. 2.000 cái trời. Mua mấy cái? 5 cái đó tao bán. 5 cái. Ừ, thấy không? Bọc nữa đi. Mày bỏ vô là thiếu 1 cái rồi đó. Là 10 cái hả? Cái gì? Bọc 5 cái. 5 cái. 2 cái, 2 bọc. 2.000 cái, 5 cái 10.000. Ủa cái đó mới đẹp đó. Ủa chịu, tao chịu cái ông đó đó, tao không chịu cái này nè, bà ba ăn đi không chịu đâu. Xấu. Xấu không chịu. Vậy xấu không chịu hả? Xấu không chịu. Ôi, nó đổ xấu cho phải tôi đâu. Tôi chỉ cho bán thôi à. Bán không phải lựa. Trời chị, xấu đẹp. Xấu bán bớt nang 100 bạc đó. 9.000 á. Tiền thối đâu. Tiền thối không?
Chơi trái vàng thì nó ngon, mà này nó hơi vàng quá, chờ vàng quá. Một nửa thì chờ đi. Chờ đi, mới đứng đi ăn đi, hồi hết mua nữa. Đợi lặng tạm có nước uống rồi ra cho bác ăn có nước. Ở đây uống có nước luôn kìa, một lu luôn. Trời ơi, đừng nói gì, nước lu luôn. Trời quá tai bà ba. Bà ba là sao cũng nói được hết trơn á. Quá tai luôn. Đó, cái này nó đẹp rồi đó. Dạ. Không dầm lại đẹp đó. Lúc nãy không à. Gặp chị ba nó sợ muốn chết luôn. Nay trời khấu trên bàn chậm chề vậy, nó đẹp lắm. Nói gì? Chị đã nói thơm nước mũi mà mới biết có bán chưa. Bắt được hai chủ rồi đó. Chiên buổi trời bán hai chủ hết trời. Ba hai chủ mà được ba bọc. Chiên hai chảo thì lắm em. Yêu cầu nó nóng chảo là đổ bánh nó đẹp à. Nó đẹp. Mà nó đợi chừng nào hết bột nó mới đẹp. Thì vậy đó. Bởi người ta mua từ đẹp tới tao lại thì chỉ khúc chót thôi sao. Khúc đẹp sao luôn. Bánh nó mới đẹp, nó mới ngon. Tốt lành về với sạn đi, cái ông làm cá về cho tao ăn. Vậy hả? Mua cá về đồ chiều nó ăn chua. Cái này bị gió. Bị gió lấy cái thùng nó mới được. Cái thùng tao che ở đây nè. Đòn ở cái này nó đẹp nè. Con nó không có gió, nó đổ đều lửa. Nó đều lửa, nó đẹp không? Tròn lụi luôn. Tròn lụi luôn. Chín ra tay. Cái hồng nữa. Chín ra tay rồi kìa. Móc cái hồng bỏ. Mai mốt là để dành hai cái hồng. Cưa lỗ bỏ cái lỗ đi. Chị ba lại cái lu bu hết trơn luôn. Bỏ cái đèn lại cho ông Diện. Bỏ ông Diện đó lấy ra được rồi. Vàng quá nó sẵn. Bỏ gì? Dành nó. Đỡ mặn dữ vậy. Quá rồi, chút bớt lửa lên chút đi. Ừ. Ừ. Thôi, bà muốn trước đi trước đi chạy. Em còn bán đây mà. Ba cái rồi chị ba, gấp cho chị đi chị ba. Chị nó lâu vàng mới chưa, lâu á. Ba cái gấp cho chị. Một ba cái. Chưa khét không có khét ơi, bánh tay mày đâu khét đâu ra, khét hoài đẹp rồi. Trời ơi, bắp ta đang đổ mà cứ đổi khét hoài à. Ngon rồi đó, hết khét rồi. Ăn với mày bánh ngon. Rồi tiền nè. Rồi cảm ơn Kim Nam. Không. Nè cho em 5 cái. Khét thì nó hơi giòn giòn. 5 cái thì tiền luôn rồi nè, đổ miếng. Mỗi 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 dạ 6.000 chị. Mà cháy ra đồ mà phơi với nha. Phơi. Cặp hồ hồ cháy thì khô luôn. Nó khô mà nó ngồi yếu yếu. Còn yếu yếu rồi. Rồi cảm ơn chị. Dễ gì khô. Mấy cái chứ mày? Cái hộp nó 10.000. Hộp 10.000. Bánh này lại cô này lại bánh ngon ghê luôn. Cá nào cá nấy cũng đẹp hết. Bánh ngon mà bánh nào cá nấy. Vậy nó chống tiện đó. Vậy là ba Yến nè. Nãy nó nãy nó tay bèo. Ăn có lúc nào mới vô cũng vậy chứ. Nãy nó tay bèo. Bốn cái ngữ rồi. À, bọc hai cái nè. Bọc hai cái nữa. Dạ rồi. Dạ con xíu. Còn cái kia được nữa nha cả nhà. Để không thì khác. Giờ con đổ cái nữa nha cô ha. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi cảm ơn cô Hai nhiều. Cây gạo hũ mà muốn làm ra 10.000 đi. 10.000. Dạ em xíu đi lạc. Mới tắm rồi. Đây lá dứa gì thơm chưa? Lá dứa màu xanh đó. Chút lấy hai cái. Nãy giờ đó là nói chung là đổ được cái bánh thành công đó là cũng mấy cái chảo rồi đó nghe cả nhà. Cứ đổi hoài liên tục. Đổ gì nào được thì thôi à. Mới. Đổ sao mà tự giấy. Trời ơi, vô cảnh. Chị hát vàng 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 không? Tôi là xe nè, nè, cho em lại. Cảm ơn chị. Chín mấy cái nhanh. Chứ chín mừng cạc 10.000 luôn nha. 10.000 5 cái. Rồi, chín chờ con xíu nha. Con đổi cái bánh. Ờ, lấy da chẳng tay đúng không? Lớt chẳng tay đúng không? Dạ, lấy da. Này là uống nước trà lai gai lai gai đó. Không. Rồi con gửi bác Năm 5 cái nha. 10.000. Cảm ơn bác Năm. Út 10.000 luôn hả ông Út? Ông ba có 10.000 ba. Dạ. Chờ con xíu Út. Mua 5 cái rồi. Dạ về Châu ơi. Dạ mua luôn về chị Châu ơi. Tiễn. 2.000 cái. Ngồi chơi chờ con xíu cô Châu. À. Ngồi trước rồi tôi chở ra. Dạ. Con trống sạn hỏi đi ra giờ. Còn hết. Dạ còn. Mấy hay vậy. Mấy hay vậy. Đi ra giờ. Giờ mình thấy quay phim. Dạ. Đặt người thấy sao? Chị Châu. Rồi bây giờ có bánh rồi. Thằng Út đang đợi nữa nè. 10.000 hả cô Châu? 10.000 năm bánh luôn. Chúc bán sạch cái gì? Dạ. Nào bán lại mua. Dạ đây cho con gửi. Bà Tư hai cái hả bà Tư? Hai cái à? Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Mốt mấy cái không? Mười đồng cái đó. Mười đồng cái nữa hả? Dạ. Cái gì cũng như vậy cho bà Tư. Khỏi bà Tư khỏi bọc. Dạ. Bà Tư ngồi tặng. Tội gì chút nữa thay tất cả luôn nha. Dạ dạ dạ. Có con cơm đâu, nghỉ cơm luôn. 15 cái rồi. Tới tham gia một lần cái ăn 15 cái còn gì nữa chưa? Chính cúc hả? Ừ, cúc lỏng khỏng hả? Chính cúc hả? Phải chục cái, quên 60 cái. Rồi, con gửi chú. Rồi, cảm ơn chú. Ông Út 10.000 luôn hả ông Út? Rồi, con lấy cho ông Út luôn, đủ bánh luôn. Đẹp đi. Mới không, mới lúc nào cũng vậy hết trơn á.
mới là không bao giờ mà đổ được cái bánh đẹp chứ. Bằng bánh tàn là để cuối mới có bánh đẹp. Ồ, hai cái rồi. Ồ, quên bác Út nãy giờ chưa có nữa. Vô vô quất luôn chứ đâu mà tới phi. Hết ăn cơm nữa. Nói chứ này ông Út uống nước trà lai gai được. Có. Nè trả cho mình luôn đi. Dạ. Rồi vậy là con hồi lại 30 cái màu lỡ cái bờ phía trên á nha. Đây. Cảm ơn Út. Ừ. Chờ con xíu đi chú Ninh, chẳng mình ngồi chơi luôn đi. Mua thêm cái gì chứ? Nhiêu nữa? Mua 10.000 cho 10.000 đó hả? À rồi. Nè. 3 phút nữa. Chờ con xíu 3 phút nữa. Mấy năm nãy nằm tay rồi về lại lấy gì rồi? Giờ sao hai người thương lượng sao rồi? Đây chết đâu chết tao gửi chết rồi. Tới chú Ninh hả? Rồi. Chưa, chú Ninh chưa lấy giờ đâu. Chú Ninh chưa lấy tới 7 hay tới 7? Tới chú 2. Chú 2 đợi nãy giờ rồi, người đẹp đợi khoảng 5 phút đi là có người rồi. Nhanh lắm, cái này nhanh lắm. Nhanh lắm, đổi rồi, chính liền nó nóng rồi. Ừ, thì đợi. Dạ, ngồi chơi xíu đi người đẹp. Hai người đó, người có 5 cái nhiều. Ông lớn rồi, có cái 3 cái nè. Cái này hơi bị xấu rồi. Xấu thì đưa ăn thử. Cứ việc thử hỏi mà. Bánh tiễn này. Bánh tiễn. Có ăn xài. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Lật cháu nè. Ghét. Người đẹp lấy cái trắng đúng không? Cho hai trước đi. Lỡ lấy cái trắng trước rồi. Chứ để sao gì cũng có một lượt một à. Để đây hai trước mà mình lấy trước nữa. Hải bẩm gì? Nèo cũng đủ rồi. Ăn sao phải sao chứ có gì. Bởi vậy. Ưu tiên mình bỏ tay lấy không? Ưu tiên mình nhờ cái túi luôn. Bạn đẹp chú Ninh. Để ăn có mấy cái bánh thử rồi bắt đầu là ngồi ưu tiên nhường nhường qua. Cái này nó dài rồi gì? Sao bột muốn hết rồi nè. Cái này chắc còn khoảng 10 cái nữa hết rồi. Cái đó chú thiếu gì nữa. Chú Ninh 5 cái rồi, còn 5 cái chứ gì. Dạ. Thôi đầy gì được rồi. Đọc cái đầy nhóc. Mót cái cuối cùng. Đầy nhóc. Rồi con sẽ lấy cho chú Ninh. Năm bánh hả chú Ninh? Năm. Nãy quên chú Ninh trả tiền rồi, còn hỏi nữa. Ông quên rất là ngon, bán 5 cái. Dạ, rồi chờ em xíu. Đây. Cảm ơn chú Ninh luôn nha. Xin nữa. Xin lại về xin lại. Ai cho mình xin. Cái gì? Cái mũi, mũi chảy. Này, chị Liễu, 10.000, cảm ơn chị. Không, không, bắt đầu bắt cá ra cá không nha. Còn 3 cái lấy hết luôn đi.
đổi lại cái món mà bánh gì? Dạ. Bánh tay yến lá dứa. Dạ. Thôi hai cái hổng rồi, giờ chờ cho con bói kìa. Xin chào bà cô chú chưa xin. Chào bà cô chú hay con? Chào đi. Chào. Hả dì hai? Hả dì hai đi, dì hai cho à. Hả? Chờ cho nguội đi hai mới cho được. Giấc này nóng. Đánh tay lại đàng hoàng. Bữa nay bán được một bọc tiền luôn. Rồi đếm tiền như hai cái. Bữa nay là lời hơi đắt nhiều nha. Kìa, kìa. Chết. Tiền ảo quá ạ luôn rồi. Chừng nóng luôn mẹ. Chết tiền ảo quá ạ luôn rồi. À, nãy cái hai ký bột á là nó 40 ngàn, một chai dầu 40 ngàn nữa là 80 ngàn, hai chai ga nữa là 100 ngàn. Mẹ 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 100 ngàn tiền vốn lời dữ rồi ba, lời dữ rồi này bán đắt luôn. Để gì hai chờ được cái mấy em mít cơ chờ mà gì mà gì hai chiên không kịp á. Thôi vậy là bữa nay lời nhiều lắm cả nhà ơi, mừng quá mừng quá. Mua tính chai dầu nữa hả? Có, con tính chai dầu rồi. Chai dầu này còn ai thinh nè, đâu có heo đâu. Chai dầu trước. Chai dầu trước là 40 ngàn. Là hết trọn vỏn chai dầu. 5 ngàn, 10 ngàn, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ngàn. Lại 100 ngàn ghê chưa? Ghê thiệt. Bán một là một ghê chưa? Lâu lâu bán lại món bánh tay yến lá dứa á, bà con khoái ghê luôn á. Bánh cũng đã bán hết rồi cả nhà ơi, Diền cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.